Dạ em chào các anh chị và các bạn. Hôm nay em lên clip đồ nghề nha các anh chị. Thì cái hình thức thanh toán bên em, các anh chị nào chuyển khoản em bao ship, còn ship code thì các anh chị vui làm gửi phí bằng chuyển ạ. Em tên Nương, số điện thoại của em là 0394414450 và cũng là số Zalo luôn nha các anh chị. Rồi em sẽ vô cái mã số 1 luôn. Cái mã số 1 là một cái cào nha các anh chị. Cái cào này thì hình thức của nó này. Đó, cán thì nó có cái đồ quay tay cầm bằng nhựa nha các anh chị. Còn ở đây bằng nhôm, bằng gì á, nói chung là cũng khá chắc chắn nha. Cái này là của Made in Japan nha các anh chị. Đó, đây thì cái phần này, tay này của Made in Japan nha các anh chị. Đó, cái lưỡi của nó như vậy thì người ta có xài rồi nha, nhưng cũng còn đẹp lắm, không có bị rỉ sét, cái thép không rỉ nha các anh chị, không có bị rỉ sét gì hết. Có cán tay cầm được còn đẹp. Thì cái cây này á, là chiều dài của nó là 40 nha các anh chị, chiều dài 40, còn cái phần rộng răng này là 12 nha các anh chị. Phần rộng răng là 12. Đây, cái phần răng nó như vậy. Đây, Japan. Thì các anh chị mình cào đồ rồi. Rồi mã số 1 nha các anh chị, 130.000 cho cây này nha. Mã số 1 130. Tiếp theo là mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 là một cái cây cưa, cây cưa đây là của ARS nha các anh chị. Cắn thì còn khá đẹp luôn này. Đó. Thì cái lưỡi của nó hơi đen thôi nha các anh chị, nó hơi đen nhẹ chút xíu thôi, nhưng mà cái lưỡi còn khá bén nha các anh chị. Đó, ARS chiều dài của nó là 15 cm. Đó, hai bên rưỡi bén lắm nha. Rồi chiều dài 15 cm nha các anh chị. Khi các anh chị mình bật lên á thì mình gắn lại như vậy. Đó. Rồi mình thả xuống, gắp lại. Rồi mã số 2 nha các anh chị. Mã số 2 150k. Đây, ARS Made in Japan. Mã số 2 150k. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh chị. Mã số 3 là một cái cây mỏ lết ngang. Thì cái cây này đó là mở ống nước rồi nha các anh chị. Mỏ lết ngang cho mấy anh chị mình làm nước. Chiều dài của nó là 280 nha các anh chị. Chiều dài là 280. Thì cái phần hình thức này hiệu tớp nha các anh chị. Còn đẹp nha. Miệng rồi còn ok hết nha các anh chị. Không có bị mốp méo gì hết. Đó. Rồi cái phần này nè, các anh chị mình để mở hết trọng ra là 72mm nha các anh chị. Còn các anh chị mình gắn vô nè, thì cũng còn khít đẹp nha. Để em gắn vô. Đây nha các anh chị, đó còn đẹp nha. Rồi mã số 3 nha các anh chị, 250.000. Tiếp theo là mã số 4 là cây thước gốc này nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là sinh qua nha. Đây sinh qua. Cắn tay cầm được. Cái thước này là chiều dài của nó là 15 cm nha các anh chị. Phần rộng này là 15 cm thước gốc. Sinh qua cũng còn chữ số rồi rõ ràng hết nha các anh chị. Đó, có 2. 15 cm, 12 cm bên trên, bên dưới. Còn đẹp nha các anh chị. Rồi mã số 4, 130 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cái cây, cái này là để cái gì quên rồi. Cảo sên nha các anh chị. Cảo sên xe, xe đạp. Đó. Thì nó không có chữ gì hết nha các anh chị. Đó, hình thức của nó như vậy. Em quay hết ra cho các anh chị mình xem luôn ha. Qua ra như vậy. Rồi cái này là mã số 5 nha các anh chị, nhỏ như vậy thôi nha. Đó, mã số 5 120. Tiếp theo là mã số 6 nha các anh chị. Mã số 6 thì một cái cây này là cần khẩu của nó là 1/4 nha các anh chị, là bằng 6.35 ly, hiệu của nó là Tone. Nó hoạt động ok nha các anh chị. Lắc qua lắc lại nè. Hoạt động ok. Rồi mã số 6. Khẩu 1/4. Đầu đồ còn đẹp hết nha các anh chị. Cây này thì chiều dài của nó cỡ 11. 11 cm nha các anh chị. Rồi mã số 6, 160. Tiếp theo là mã số 7 nha các anh chị. Mã số 7 là một cái cây tay nối này. Cái tay nối này là của Lotter nha các anh chị. Lotter
Đó, đầu đầu của nó là bằng 1/2 nha các anh chị. Đầu 1/2 là bằng 12.5 mi. Thì nó hơi trầy cái si chỗ này nha các anh chị. Cái đầu nó còn đẹp lắm, vuông vức lắm nha các anh chị. Nó hơi tráp si cái bên ngoài thôi nha, tại em quay ở đó, các anh chị mới nhìn đó. Ở chiều dài của nó là 12 sen nha các anh chị. Luster còn mới tinh này, đầu bi rồi còn đẹp. Mã số 7 80 nha các anh chị. Tiếp theo là mã số 8. Mã số 8 là một cái cây này, cây này cũng tay nối 1/2 nha các anh chị. Cây này thì hiệu của nó là KTC. KTC này, đầu còn đẹp nha. Ở cái đây nó hơi xấu rồi nè. Cái này 50.000 nha các anh chị. Cái nào này nè. Chiều dài của nó là 15 sen nha các anh chị. Cây này 50.000. Đầu bi rồi còn đẹp nha. Cái miệng này nó vài thôi chứ nó cái kiểu như vậy thôi chứ nó không có bị gì đâu nha các anh chị. Rồi thì cái cây này mã số 8 50.000 hay 6 chút. Tiếp theo là mã số 9 là một cái cây khẩu 3/8 nha các anh chị. Cái cành này là của SK11 nha, của Đài Loan. Thì cái này là hoạt động ok nha các anh chị. Lắc tự động này. Rồi nhả khẩu nữa nha các anh chị. Thằng nhả khẩu thế này. Nhả khẩu. Cũng còn đẹp lắm nha. Đầu bi rồi đẹp, không có mối tinh luôn á. Cây này thì khẩu 3/8 là bằng 9.5 mi. Chiều dài của nó là 22 nha các anh chị. Rồi mã số 9 107. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 thì em có ba cái cây này nha các anh chị. Ba cái cây này là của Super nha các anh chị. Hiệu của nó là Super nha. Đây Super Japan. Dấu logo nội địa Nhật luôn nha các anh chị. Thì nó gồm có đây. Đó, em để bên này. Ở Japan nha. Thì nó gồm có là một cây là 11 và 13 nha các anh chị. Một cây là 14 và 17. Và 13 và 10 13 và 17 nha các anh chị. 11, 13, 12, 14, 13, 17. Đó, thì ba cây này còn đẹp lắm nha, còn mới tinh luôn nha các anh chị, không có rỉ sét gì hết á. Đó. Hiệu của nó Super này. Thì em đọc lại số nha. Một cây nhỏ nhất là 11 và 13. Một cây là 12 và 14, một cây là 13 và 17. Thì ba cây này là 230 nha các anh chị, mã số 10. Chiều dài cây dài nhất là 15. À quên 25 chứ 25. 22 và 20. Còn đẹp lắm nha. Không có bị rỉ sét gì hết á, còn mới tinh luôn à. Rồi ba cây này là mã số 10 nha các anh chị, 230. Các anh chị nào mình dùng số này thì mình chốt nha. Rồi tiếp theo là mã 11 nha các anh chị. Thì em có hai cái cây của Banzai nha, cái cây mở rất co nha các anh chị. Thì một cây là số 10 và 11. Cây số 10 và 11 này. Đó, một cây là 12 và 14 nha các anh chị, hiệu Banzai. Thì cây này em sẽ đo chiều dài của nó nè, chiều dài của nó là 15 nha các anh chị, còn chiều dài cây lớn là 17. Đây cũng còn đẹp nha các anh chị, mở rất co. Đó. Rồi mã số 11 nha các anh chị, 150k cho hai cây này luôn. Tiếp theo là mã 12. Mã 12 là một cái cây này nha các anh chị, cây súng này. Mã 12. Tao mất tiêu mã 12. Mã 12 đây 150.000 nha các anh chị. Mã 12 là một cái cây mồi hàng nha các anh chị. Mồi hàng này. Đó. Rồi cây này thì nó có cái chữ như vậy nha các anh chị. Súng mồi hàng. Đó. Rồi cây này chiều dài của nó hết cỡ như vậy là 17 nha các anh chị. Rồi mã 12 150.000. Tiếp theo là mã 13 là một cái cây ép ruột gà, cây ép ống ống nước nha các anh chị. Thì cây này hiệu của nó Super Tone. Đó. Đây cái tay cầm của nó này, Super Tone này. Đó, để mình ép ống nước nha. Mình quay ép cái ống nước xuống này, Super Tone Japan nha các anh chị. Còn cái phần này là nó như vậy. Thì anh chị nào mình biết á, mình làm nghề á, thì mình chốt nha các anh chị. Nó hình thức của nó như vậy.
còn đẹp lắm nha, còn mới tinh luôn nha các anh chị. Cây ép bóng nước trời mã 13-200 nha các anh chị. Đó, em sẽ để cho các anh chị mình xem nha. Các anh chị nào mình làm nghề mình nhìn mình biết nha các anh chị. Trời hiệu Super Japan mã 13-200. Tiếp theo là mã 14 là một cái cây búa đóng dài nha các anh chị. Cây này thì hình thức của nó đây, đầu đóng được cũng còn ok hết nha. Nó hơi xét xét xíu thôi chứ nó không có bị gì cắn gì hết nha các anh chị. Còn cái đầu này là như vậy. Cây này nặng của nó là 450g nha các anh chị. 450g. Rồi mã 14 170 nha các anh chị. Chiều dài điểm đây, chiều dài. Chiều dài của nó là 33 nha các anh chị, mã 14 170. Tiếp theo là mã 15. Là một cái cây mỏ lết bự này nha các anh chị, hiệu nó là Lotter. Cá sấu nha các à, con tôm hùm nha các chị. Này Japan, con tôm. Ở thì cái này nha các anh chị. Cái này thì hoạt động ok, không có rơ lát gì nha các anh chị. Cái phần ngoài thì nó hơi đen đen xíu thôi. Chứ còn cái phần này, phần ngàm đồ đường đồ còn đẹp hết nha các anh chị. Đó, phần ngàm nó cũng tróc xi do ẩm quá nên nó tróc thôi chứ còn nó còn đẹp lắm nha, không có rơ lát gì nha các anh chị. Cái này thì chiều dài của nó là 450 nha các anh chị, bự lắm. Cái miệng mở rộng để em đo thử, miệng mở rộng là 55 nha các anh chị. Miệng mở rộng 55 thì nó hơi đen như vậy thôi chứ còn cái đầu của nó là mình sử dụng ok nha. Rồi mã 15 400, mã 15 430.000 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 16 là một cái eto này. Cái eto này 1,6 kg nha các anh chị. Cái eto này nặng 1,6 kg nè. Thì cái eto này của Aeron Made in Japan nha các anh chị. Đây Made in Japan. Aeron của Made in Japan nha. Đây. Thì em sẽ quay cho các anh chị mình xem luôn ha. Thì cái phần này nó có một cái đe nhỏ như vậy để các anh chị mình đập cái gì nhẹ nhẹ nha. Còn cái phần rộng này á, thì nó là 63 nha các anh chị. Còn cái phần mà mình kéo hết ra là 6 cm nha các anh chị. Đó 6 cm. Thì cái bên trên cái ngòm của nó này có trài nhẹ chút xíu thôi nha các anh chị. Em sẽ quay. Quay vô lâu. Em quay vô em quay. Nó hơi trài bên này thôi nha. Còn cái phần răng bên trong đẹp nha các anh chị. Phần răng ngậm bên trong đẹp. Cái tô này nặng 1,6 kg rồi. Mã 16 400 nha các anh chị. Tiếp theo là mã 17. Mã 17 thì em có một cái này. Cái kìm của Mary nha các anh chị. Kìm của Mary thì cái cắn của nó là như nó có cắn như vậy nha các anh chị. Đó có cắn không có rách nha. Mary Japan thì cái đầu đây. Cái đầu cũng còn ok nha các chị, nhưng cái răng của nó không có được đẹp nha. Cái phần răng người ta bấm á không còn đẹp nha các chị. Lưỡi cắt nè, lưỡi cắt. Em cắt thử. Lưỡi cắt còn ngọt lắm nha các chị. Lưỡi cắt còn ok nha. Lưỡi cắt còn ngon lành. Cái này thì chiều dài của nó là 21 nha các chị. Đó phần răng. Chiều dài của nó 21. Mary logo nội địa Nhật. Rồi mã 15 nha các anh chị. 150.000. Tiếp theo là mã 16. Mã 16 cũng cái kìm Mary nha các anh chị. Nó cắn nhẹ chỗ này chút này. Đó. Chiều dài của nó là 19 cm nha các anh chị. Còn cây này còn đẹp nha. Đầu răng rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Lưỡi cắt thiết không hở. Em sẽ cắt thử cho các anh chị mình xem luôn ha. Đó, cắt ngọt ngay nha các anh chị. Đó. Chiều dài 19. Rồi mã 18 nha các anh chị, 180.000. Tiếp theo là mã 19 là một cái kìm này của Barbier nha các anh chị, 3-bit. Đây. Cắn tay cầm được cũng còn ok nha. Kìm này kìm nguội nha các anh chị, thì nó có ba cái lỗ bấm cốt như vậy. Hai cái lỗ tuốt dây điện và cái phần răng. Răng ngàm đồ đẹp nha các anh chị. Nó hơi dính cái gạn hàng nhẹ chỗ này ở bên ngoài thôi nha các anh chị, nó không liên quan gì tới bên trong. Cái này chiều dài của nó cũng 21 nha các anh chị. Chiều dài của nó cũng 21. Cắt đồ còn ngọt không? Cắt đồ còn ngọt lắm nha các anh chị.
đầu rồi cũng còn đẹp nè, chứ chị bị dính chuyện hàng như vậy. Rồi mã 19, 150 luôn nha các anh chị. Tiếp theo là mã 20, lại kìm cắt này của Barbie luôn nha các chị, logo nội địa Nhật. Thì cán còn đẹp nha, cán còn khá đẹp, nó bị chỗ này chút xíu như vậy, ở bên này thôi nha các chị. Còn phần lưỡi còn ok nè, nó có một cái lỗ tuốt dây điện, em sẽ cắt thử. Cắt ngọt nha các chị. Cái này thì chiều dài của nó là 16. Rồi mã 20, 70.000. Tiếp theo là mã 21, một cái cây thước kẹp nhựa này nha các chị. Cái này nhựa đó. Thì cái này nè, đó, hiệu của nó là Tarima Made in Japan nha các chị. Chiều dài của nó là 150. Cái phần đo lỗ của nó là bằng sắt như vậy nha, bằng thép như vậy nha các chị. Đó, thép. Rồi còn cái phần miệng nè, miệng rồi còn ok hết nha. Em sẽ đãi vô cho các anh chị mình xem luôn này. Đầu miệng rồi còn đẹp hết nha các anh chị. Nó mắt con ốc chỗ này, mắt ốc chặn chỗ này nha các anh chị. Rồi mã số 21, 100. Tiếp theo là mã 22, là cái thước thủy này. Cái này được hiệu của nó là KOD nha các anh chị. Cái này chiều dài của nó là 15 cm. KOD có hai mắt thủy, không có 500 nha các anh chị. Đó, nó có 500. Còn đẹp nha, mã 22, 130. Tiếp theo là mã 23 nha các anh chị. Mã 23 là một cái cây vít này vừa tự động và vừa chuyển góc luôn nha các anh chị. Thì cái cây này á, là như vậy, nếu mà các anh chị mình để như vậy là hình thức là một cái vít bình thường nha. Cái các anh chị mình đẩy lên này, lắc qua này, lắc lại này. Cây này còn đẹp lắm. Rồi khi mà mình chuyển góc á, đó, mình góc và mình xoay lên dặn cứng lại là mình không có bẻ được nữa kìa. Nó cứng như vậy để các anh chị mình mở cho tiện nha. Đó, còn trong này thì nó còn đủ mũi nha các anh chị. Nó còn hai mũi âm và hai mũi dương hả ta? Đúng rồi, hai mũi âm nha các anh chị. Đó, hai mũi âm, một mũi cỡ trừ 4.5 và một mũi trừ 7 nha các anh chị cỡ đó. Còn một mũi này là BH2 này, còn mũi này là mũi từ vít ra đầu khẩu nha các anh chị. Đó. Đây thì có 4 mũi như vậy. Đẹp nha, mũi còn đẹp lắm luôn. Rồi thì cái bộ này là mã số 23 nha các anh chị. Mã 23, 200.000 của hiệu Tôn Mát. Đây chiều dài của nó đây nha. Chiều dài của nó luôn, mũi là 21 nha các anh chị. Rồi mã 23, 200. Tiếp theo là mã 24, là một cái lục giác này nha các anh chị. Cái lục giác này thì nó có đếm đếm 12, 4, 6, 8 cây nha các anh chị. Hiệu của nó là Asahi nha các anh chị. Asahi Made in Japan. Thì nó có cái cây lớn nhất là số 10mm nha các anh chị. 8mm này, 6mm, 5.5. Rồi còn đây là 4 nha các anh chị. 4, 3, 2.5 và 1.5 nha các anh chị. Đó. Cái đầu còn đẹp nha. Nói chung bộ này cũng còn ok hết nha các anh chị. Đầu rồi còn đẹp nè, không có bị gì hết á. Rồi bộ này là mã 24 nha các anh chị, 100.000. Tiếp theo là mã 25. Mã 25 là em có một cái cây cắt kẽm này nha các anh chị. Cây cắt kèm kìm cắt cộng lực của MCC nha. Đó, MCC thì cái lưỡi rồi còn ngon là luôn, thép không rỉ nha. Đó, thép trắng không có rỉ nha các anh chị. Thì ứng đằng sau này nó mắc cái đuôi thôi. Đây MCC Japan. Thì em sẽ cắt thử cái này cho các anh chị mình xem ha. Cắt này là cắt dây điện nha. Đó. Khi các anh chị mình nè, mình muốn chỉnh xe vô nha, chỉnh xe vô mình chỉnh được nha các anh chị. Chỉnh nó cho nó bấm xuống khít lại. Đó. Thì mình đừng có khít quá nha, khít quá cái nè. Gửi nó đây, thép không rỉ như vậy luôn nha. MCC Japan. Rồi cái này là mã số 25 nha các anh chị, 100. Tiếp theo là mã 26 là cây vít thử điện. Nó mắc tiêu kìa. Cây vít thử điện này nha các anh chị. Em thử cho các anh chị mình xem luôn. Đây vít thử điện. Thì các anh chị mình đút vô đây. Đó. Rồi mình gắn ở đây lại này. Nha, gắn lại.
Khi các anh chị mình cần á, mình chỉ cần tháo nhẹ nhẹ thôi nha. Tháo nhẹ nhẹ rồi mình đút vô này. Đó, mình gắn lại. Để em thử. Đây, thử điện, thử sáng nha các anh chị, em thử luôn rồi nè. Tại trong tối á. Sáng mà cái này trong tối nó mờ mờ nha. Hả? Thử ok nha. Rồi thì cái cây này á là vít thử điện nha các anh chị, nó đi kèm cho là một mũi trừ 5, một mũi trừ 6 và một mũi pH 2 nha. Đó. Rồi. Cán được còn đẹp hết nha các anh chị. Bộ này là 130.000 nha các anh chị, cho ba cái mũi này luôn, không có cái bịch thôi. À, bộ này là mã số 26, 130. Rồi em cũng kết thúc cái clip ở đây nha các anh chị. Chúc các anh chị một buổi chiều thật là vui vẻ ạ.